Xin chào cả nhà. Hôm nay mấy chú cháu mình sẽ đi lại cái ao của ông chú. Cái ao này là để dành ông chú ổng ụt cá giống đó cả nhà, ụt cá cha bột á để bán. Mà nghe chú ông nói là ở trong đây có cá mì dinh, cá rô phi tùm lum á, dạng như mấy cá thiên nhiên á, tại có cái ống nước ra vô nè. Nay mấy chú cháu mình hàng với dạng với chú Út hỏi xin cho đi câu kiếm mớ cá gì cơm, với lại nhà ông chú không quán cà phê á, cho nên là ngày nào dạng với chú cũng xuống uống cà phê, cho nên là cũng quen biết. Nước nó nở ra. Rồi ông bán hả? Trời ơi, có cá bự này kìa. Chú Sáu không để, không nuôi hoài luôn vậy đó. Có khi nào chú mà câu được con cá bự đó không? Không, là sao, ý là sao, là ụt cá cha bột rồi sao? Ụt cá cha bột thì nó kéo cá rồi, còn mấy con cá ấy đó, cái mà dinh chẳng hạn, cá rô phi rồi đó. À, ý không, ý là hỏi là chú sao ông ụt cá giống đó rồi là ông bán đúng không, chứ ông không có nuôi lại đúng không? Ông bán cá đó rồi, rồi còn lại mấy cá khác hả? Mà cái ao này nước ra vô không? Bơm trực tiếp hoài là trứng nước nó lên theo. Ờ, bởi cái gì? Nước đó là nó nở ra cái nó tự sinh sản luôn. Ờ. Bởi vì chú Sáu không có nói là có cá nè. Đi, rồi, đậu đi. Rồi bây giờ cuộc thi nha. Bây giờ chú Sáu không ấy mình vô mình xin câu ao ổng, cho nên là đã kêu 3 ly nước rồi nha. Nữa trời, nữa. Thì bây giờ câu thi ai thua trả tiền nước, con làm trọng tài. Trời ơi, trọng tài mà có nước nữa ai mà chịu. Căng vậy. Cái vàng đúng không? Hai người câu thì người nào thua người đó trả 2 ly nước thôi. Vậy chứ không lẽ Út Dương Giang uống bỏ con khác. Trời, camera có khác cái gì đâu. Camera có làm gì đâu khác. Cái camera nó nhiều bật cuốn luôn á. Trời ơi. À, bây giờ còn thi thiệt đó nha. Cũng lẽ giả trời. Đây, 2 cái xô không nha cả nhà. Có rồi nha cả nhà. Mình wow. Sẽ câu bằng thức ăn. Cái ao này rộng lắm cả nhà ơi. Cuộc chiến mặc áo. Cái lưỡi câu của Út nhỏ quá sao dính cá bự được vậy? Mày biết, hên xui. Móc mò bự nó dính bự cái gì. À, thằng em tôi nó đem nước vô rồi nha. À, có nước rồi cả nhà ơi. À. Quá tuyệt cả nhà ơi. Trời ơi, cá mày dinh bự cả nhà ơi. Cá mày dinh bự. Wow. Rồi. Cảm ơn em trai ơi. Cảm ơn Thịnh ơi. Tại Thịnh vô xui câu không dính cho. Thịnh vô cái chú Út. Công nhận có Thịnh vô hên cái ghê luôn trời. Thịnh vô cái Út hên thiền dạy. Để đây đây nghe, hồi nữa câu cá người nào thua trả tiền nha Thịnh. Căng rồi, căng rồi, căng ơi. Chú Út căng rồi đó. Rồi. Chà đường nè, chà đường cả nhà ơi. Rồi cả nhà cũng chà đường. Sao không phóng dữ vậy vậy? Để nói vô đi, hỏi lọt. Con đầu tiên nó đã gì đâu. Ôi đau xót cho tôi. Bữa nay đâu không giúp được. Đó. Nữa rồi, Út nữa rồi. Wow! Ôi ôi ôi. Dính trên cây kỳ. Dính trên cây kỳ, Út ơi. Út ơi. Ơi, không phải dính kỳ đâu, mà dính lử nè. Rồi sao nãy thấy dính cái kỳ? Nó bán cái kỳ vô. Trời ơi, cá ngon. Ôi. Ôi. Sao vậy? Thôi Giang ơi, trả nước đi con ơi con. Trả tiền nước đi con. Trả tiền nước đi con. Thời gian của mình chỉ là 1 tiếng đồng hồ thôi nha. Cả nhà ơi, có ai cho mượn tiền trả nước, cả nhà sáng đi không có tiền. 1 tiếng đồng hồ thôi. Cá mày dính. Thôi dính rồi kìa, dính rồi kìa. Trời ơi, con cá đâu cần gỡ không? Kìa, nhảy xuống ao lại giờ. Bớt bớt nữa đi, bớt nước. Cũng dính thôi. Giờ bắt đầu lại là con nói là trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi đó nha, Út với Giang. Bây giờ là 9 giờ đó, mình câu tới 10 giờ là mình nghỉ, ai thua là trả tiền 3 ly nước.
Cái này chắc bình thường chú Sáu ông cũng có rải thức ăn cho nó ăn nè. Tại vì nó mới lớn vậy á. Đổi chỗ. Chút đã tránh xa Giang nha. Giang mặc áo màu xanh lá đã nên nó bị xa lánh. Cái chốt dễ hay gì? Chị gì? Hai con mắt luôn rồi. Lôi đi cá. Giang, chút Giang. Quá. Thấy chưa? Hay quá chú Sáu ơi, cái hầm chú Sáu dữ lắm cá ơi. Gì nhảy hoài trời. Cá này nhảy gì? Vô mới có 5 phút thôi mà chưa biết ai thua ai. Giờ chỗ nha. Em qua đó hả? Làm gì đi thật là xa chứ hả? Ở đây cũng cái này cũng gần nhà mình cả nhà. Đây nè, thấy cái chòi của mình nè. Chơi có mình mộng trời. Ờ về lấy mồi đi chú câu. Nó muốn chơi út à. Muốn chơi út trời. Chơi lấy mồi mất tiêu luôn. Út xé cục đi. Trong đó giữ thận nha. Tiếp tục. Trời ơi, cá chốt câu toàn là cá gì luôn. Mơ vừa quay qua bên kia, cá là bên đây chốt dính rồi cả nhà. Hay quá cả nhà ơi. Thịnh công Thịnh. Thịnh chỉ thích đi bán cà phê. Cũng hai con. Cái này mình câu là cũng dạng như là câu cá giải trí vậy Út. Bự à. Ôi ôi cá bị dinh con nào nấy nè. Nó ú. Thịt biết rồi. Sao mà gỡ vậy không ra luôn rồi nè. Nửa tiếng rồi đó nha. Nãy giờ không dính chú Út mới quay trở lại đó. Cá gì đâu mà chú Út giật lên con nào nó để vô muốn quậy cũng bể cái xô Giang ơi. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, chú Út đang dẫn đầu. Ân nặng có mấy bông hoa đẹp kìa Út, lại đó đứng đi cho nó đẹp. Rồi, theo chú Út mới có cá, theo Giang Diêm Du. Cây này nó mọc dại mở lên bông cũng đẹp quá trời. Nữa rồi. Lôi đi con. Tiêu rồi. Giang có vẻ không được vui. Cái gì Út? Mày dinh nữa hả? Dạ
trọng rồi qua đây đổi đổi phong thủy lại mới được. Trời ơi. Con da nó tức. Nó sắp giờ cá nó ăn của mình là sao ba? Đi mà đấy. Chết rồi dai, chết rồi dai. Sao kỳ vậy Út? Lúc phao mà. Vậy mà không dính nó là sao? Đây nó dính nè. Ăn không? Bỏ cái này á, tại vì mình xin câu ké nè cả nhà, cho nên là mình cũng có giới hạn chứ không được câu lâu quá, thì hàng chỉ cho hai người thi trong vòng một tiếng thôi, chứ lại lâu quá thì cũng nắng lắm. Tình hình đang rất căng thẳng, 10 phút kế tiếp đã trôi qua chưa ai dính cá nữa hết. Dính cá à, dướng đống trà à. Chút lửa nghe đống trà không à. Trời ơi tức. Cái mẹ nữa hả? Dính lên mé luôn rồi đó. Gấp sao chảy. Trời uổng. Ồ, đắp dính kìa. Tỷ số là 3 đều. Hai người này đừng nói chừng nữa hai người quề nhau, camera men trả tiền nha. Có thể luôn. Thôi mình kết thúc đi đó. Ông ơi. Thôi nghỉ rồi. Nghỉ. Đủ ăn. Đủ ăn. Đủ ăn. Nghỉ luôn. Trả tiền luôn. Dính nữa rồi kìa, gian dính nữa rồi kìa. Dớt cú không ngon nha. Cho lúc cả nữa gian ơi, không được nha. Mà chú Út chỉ gì, chú Út nãy giật mấy cái rồi nè. Rồi dính nè, dính nè. Ôi ôi. Em cái xô lại đây luôn không? Cố lên nha ơi. 4, 3 nữa. Trời ơi, đứng tướng thủ ghê vậy. Cái mà dinh này nó cũng rỉ 2-3 cái là nó mới ăn. Trời, Giang sảy con cá rồi. Quay lên luôn. Chú quay về chỗ cũ nữa rồi.
gì? Cái gô. Giang nãy mới xảy một cái mày nhìn. Cũng khép luôn. Cái gô về cả nhà ơi. Ơi, con cá rô. Cái gô này ở đây người ta kêu là cái gô mời đó. Mà cái gô này cái gô động mà cỡ này là bự rồi đó. Khủng khiếp thiệt chết. Tình hình là chốt đang dẫn trước. Cái gì? 5-3 hả? Phải 5 không? 5 rồi. 5 con rồi. Giờ dán dính được con nữa phải không? Bây giờ tại vì hai người chú với Giang đang đứng cách xa như cả nhà cho nên là thằng quay qua quay lại á, nhiều khi đang quay bên Úc cái Giang nó dính. Cá bự không? Gì không à? Mình đang đi bên này cái bên kia dính. Cá rô nữa đúng không? Chú với Giang bây giờ tại vì cạnh tranh khốc liệt cho nên đứng xa nhau. Dính cá rô. Bên này có cá rô rồi nha Út. Còn 10 phút nữa thôi. 10 phút cuối cùng. Nhưng mà hình như cưng vẫn đang thua chút một con đó nha Giang. Học nữa. Thiệt không? Thiệt thì có cơ hội gỡ lại tỷ số. Tôi mới có 4 con à. 5 con rồi. Hả? 4 cái mày Vinh con cái rô. 5 con chút 6 con. Tiếp tục chú Út dính cái gô nữa. Dính cái gô hoài chán quá, kiếm cái mày dính coi. Trời ơi, hết rồi. Dính cái gô chán kiếm cái mày dính. Hết rồi hả Út? Hết rồi. Chỉ còn 10 phút cuối thôi, 10 phút cuối thôi. 70% phần thắng là đã thuộc về chú Út rồi đó. Giang ơi hãy cố lên Giang ơi, đột phá lên. Còn nhiều không con nữa hả? Căng 80% mà chị Hai. Hết mồi không dính. Trời ơi, ly nước của mình để nãy giờ cái tiếng hổ tan hết trơn rồi. Lo tập trung vô chuyên môn, nhớ đó ly nước. Câu rồi đi uống luôn. Dính. Giật, nó giật quá trời luôn, giật lên hết mồi. Đây mới dính nè. Đây mới dính. Ha, ha. Tự gì camera. Dính cái cây, hay quá. Hay quá cả nhà ơi. Tại thứ hai tự dính cái cây. Trời ơi trời, dính tôi mới cười đó. Tăng 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 tăng
Sao khúc cuối này xảy hoài vậy? Dạ. 5 phút nữa. Còn 5 phút nữa nha Giang. Mình phải dùng tiệc chiêu cuối đó. Bấm xuống mò lên. Trời ơi, hay quá. Hay quá trời. Còn Giang dính con nữa thì để nó phóng xuống mò thiệt à. Đó. Trời ơi. Cái như là số phận của cưng là vậy rồi Giang ơi. Cái gì vậy? Ê, dẫn nó vô từ từ, dẫn nó vô từ từ. Cưng dẫn nó vô từ nhiều, nó vô từ từ rồi đó, nó mệt à. Yeah. Wow. Ơi. Úc ơi. Cái con phơi nhà báo Úc ơi. Dữ lắm rồi Úc ơi. Nhưng mà cưng vẫn thua số con. Giang dính được con cá đặc biệt và khủng nhất từ nãy giờ. Nằm im nghe em. Nằm im đi. Ui. Nhẹ thôi. Rồi thời gian của chúng ta đã sắp hết nha cả nhà. Con nữa thôi là mình không có trả tiền nữa. 1 phút nữa à. Đâu có phải nói là còn 1 giây nữa. Còn 1 giây là 1 phút cuối cùng nha. Dính đi Vàng ơi, dính đi Vàng ơi, dính đi Vàng. Camera trả tiền, camera trả tiền. Dính đi Vàng ơi, cố lên Vàng ơi. Chốt mẹ nó hết dính luôn rồi, yên tâm đi. Ăn ơi. Những giây cuối cùng. Trời ơi, ăn giùm cái. Ăn đi. Sao nhấp nhấp không vậy? Ăn đi mà. Những giây cuối cùng chốt ơi. Rồi kết thúc. Hay quá trời ơi. Cái này là chị cho cưng lố quà đó, chứ mà tính ra là hết giờ hồi nãy rồi đó. Rồi camera có tiền nước đi. Rồi vậy tiếp lại coi. Phải không? Giang mấy con? 2, 4 con cá vô, 5 con cá mè dinh. Con cá gô, con cá khu phi là 7 con. Cá ngon quá. Không được. Thôi nghỉ rồi. Không kể con cá đó. Thôi thì ai kể cá này. Chơi dính cá vô hoài. Mấy con? 7 con. Bây giờ không kể cá này thả cá này lại quên. Rồi ở đây là 4 con cá. Làm gì thả, mình đem về mình ăn trời. Ủa quên nữa trời. 4 con cá mè dinh với 3 cá rô là 7 con. Giang nãy cũng 7 con phải không? Rồi hai người hòa nha cả nhà ơi. Nhưng mà canh ký nặng lên chút rồi đó. Thôi nói chung là cũng đủ ăn rồi, tại vì cái này cái ao của chú á mình cũng không quen lắm, ổng ổng mới cho câu á, chứ đâu phải tự nhiên vô câu được đâu. Rồi sao vậy? Nếu què vậy thôi thi thêm tiếng nữa đi mới phân thắng bại chứ. Thôi đi chị bệnh lấy nước uống đi rồi cameraman trả tiền. Trời muốn dụ ha mình nữa Giang. Còn nước không à, đá tan chân. Ủa nghỉ rồi câu hoài chút. Câu rồi, câu rồi thả xuống rảnh thiệt. Trà đường này bữa nay thấy mùi vị sao vậy? Ngon. Mát làm sao. Mát làm sao đâu. Rồi thôi à, cũng được mớ cá rồi ha. Ba chú cháu đi về cả ngày, vô trả tiền nước rồi về. Được nhiêu cá rồi là đủ ăn bữa cơm rồi. Rồi bữa nay là tóm gọn lại là chú Út sẽ làm gì Út? Cá mè dinh kho nghệ.
cá mè Vinh kho Nghệ. Đây mình chỉ kho 4 con thôi cả nhà ơi. Còn mấy con kia mình để dành. Bây giờ mình nhiều quá thì mình ăn đâu có hết đâu. Giờ mình ăn kho đủ ăn à. Úp cái này, úp cái này da nó không mịn chứ ăn Nghệ vô nó da mịn à. Chứ nó hỗ trợ bào tử. Rồi bắp chuối này làm gì Úp? Luộc đi, hoặc mình hấp cũng được nữa. Ngon. Đặng mình hồi mình chấm cá kho hả? Ừ. Seri nãy ăn hái được mấy trái này cả nhà. Còn nữa, hái chưa hết nữa. Rồi để vô hành vô văn ơi. Để gì mũ coi. Gốc hành. Ôi cái mùi Nghệ. Thơm ghê không? Củ đó có sát vô luôn. Nhưng mà Nghệ này vừa phải thôi, nhiều quá là nó sẽ phản tác dụng không? Không, mình Nghệ cũ mà. Thêm nữa, thêm hoài á. Thêm trái ớt. Rồi tiếp tục. Miếng đường. Bột ngọt. Hắc. Hắc nữa hả? Của hắc của điện thoại. Thôi trời, Giang làm gì đúng củi dữ vậy? Sang lửa quá. Hai bếp luôn hả? Chuyển màu chưa? Vậy là đâu có cho nước màu hết. Không, con Nghệ không sử dụng nước màu. Chỉ sử dụng Nghệ thôi, làm màu. Úp ướt cái phần hầm Nghệ dưới ớt, úp đâm thì úp ướt một phần vô trong cá rồi cả nhà. Nãy úp ướt nên gia vị là gì, đường, bột ngọt rồi gì nữa? Nhiều quá à. Úp kho bằng nước mắm hả? Bằng nước mắm. Vậy là một chút xíu mình để nước mắm thôi. Ừ. Còn một phần này là một chút xíu là mình để mình xào lên cho nó thơm. Nghệ này mình thấy gì chứ một hồi là nó vàng dữ lắm cả nhà. Nấu lên là nó ra màu, cái màu này. Ướp con cá nó vàng chứ. Quá thơm rồi Giang ơi. Màu bắt giống thịt bánh xèo ha. Nó bánh xèo thèm bánh xèo không? Hát xì liền. Da màu Nghệ rồi. Có nước mắm vô cái Nghệ nó hơi bị đen. Quá wow, cả bốn con mà nó đầy cái chảo rồi hai. Thì bởi vì bữa nay con mới đưa cái chảo chỗ cái nồi nó đâu có hết. Trời. Rồi. Chú này luộc mà không có chanh hồi thôi nó đen quá vậy. Chưa biết Giang đang sử dụng luộc như thế nào đây. Chú mới bẻ luôn. Nhìn nào bắp chuối chắc cắt ra làm tư gì á. Đang nhớ lại một cái món ăn huyền thoại của Giang. Dạ, hấp bắp chuối. Quá dữ. Cái đó là cái clip mà đạt cái mốc 100.000 đầu tiên, 100.000 lượt xem đầu tiên của kênh luôn á. Clip là như không có chú. Không. Nó có còn như vàng. Rồi con Nghệ nó sôi lên nó thơm. Dễ chịu thì ghê thật chứ. Cái này Út vớt bọt xong rồi cho nước nó sắc xuống chút xíu rồi đem nếm lại là mình thưởng thức được rồi cả nhà. Hôm nay thì mình rau của mình sẽ là bắp chuối luộc. Bắp chuối luộc rồi mình xé ra. Mình chấm với nước cá kho này. Ui ui không biết sao đây. Chốt là niêm xong rồi. Quá im luôn. Đã
Tại sao nó vàng như vậy? Bây giờ mình nhắc số. Chuẩn bị cơm, Giang ơi, dữ lắm. Ủa, bắp chuối Giang xong rồi hả Giang? Xong rồi. Chắc vậy lỗ rồi. Trời, trưa nay ăn đơn giản thôi cả nhà ơi. Cá mè Vinh kho nghệ. Cái lại bắp chuối luộc. Mời cả nhà cùng ăn cơm trưa với gia đình con lúa Đồng Tháp nha. Có cái mổ rồi đó nha. Có rồi. Mời ba, mời chú Út, mời Giang ăn cơm. Bữa nay câu cá quá dữ vậy. Ba ngồi xích qua chút tí. Cho hứng cho quạt cho mát. Cô lấy giờ mát. Cho anh tạm để ô. 12 giờ kém 10 cả nhà. Cơm trưa. Này giờ ăn cơm trưa đúng rồi ha. Mời cả nhà ăn cơm trưa. Mời cả nhà ăn cơm trưa. Câu mà dính chực con cá này lên trời ơi, chú Út Duyên Giang la. Ăn cơm. Quá ham. Sao Giang thử bắt chú luộc Giang coi. Dẹt dẹt cá qua đang chấm. Dạ, xếp hai ra mà lên bắt chú luộc. Mời cả nhà bắt chú luộc ha. Chấm nước. Cá mà Vinh kho nghệ. Ồ, ta béo bằng nồi con mỡ nè. Ui, thịt nó trắng tươi, da nó thì thấm nghệ vàng vàng. Mời cả nhà, cá mè Vinh có nghệ. Ăn thử một miếng vô. Béo. Mời cả nhà miếng cá mè Vinh có nghệ. Lạ không ba? Có lạc. Nếu lạc có chạy ăn nước mắm không? Rồi. Để em đi rót miếng nước mắm đi. Chắc cũng được rồi. Quá im Giang ơi. Quá im. Mình xin nước mắm đi. Ok. Tìm bắp chuối mình chấm cái nước này nữa thì thôi. Tự nhiên bắp chuối luộc gì ngon ta? Bắp chuối mới nữa. Mới bẻ xuống. Nó còn cái độ ngọt tự nhiên. Sao nãy không trộn miếng rau dầm vô cái vậy? Ờ à, đúng á, trộn miếng rau. Trộn miếng rau dầm vô cái kẹp kẹp vô thơm. Cái mình ăn mình tưởng tượng thịt gà. Thật thơm. Ăn cái mình Vinh nha. Giang. Vinh Sáu à. Chú với tôi nữa, em nãy chú còn món nữa đó. Gì? Có món đâu, có món nữa. Ừ. Cái kia con để dành rồi đâu còn. Trời, chú nãy giấu một con đâu thấy. Hồi sáng được chứ 9 con luôn các bà. Còn mấy con cái gô nữa mà cái gô không có làm. Cái gô rộng lại rồi. Cá là con nhận béo ghê luôn nha. Được quá. Trời ơi, cái mì Vinh mà. Còn nè. Đúng đời ngon. Hồi xưa mà rút chị mang bầu con tôm là cá này là chị kho lạc là chị ăn không luôn. Câu thì còn chút không có trả tiền nước mà có người trả tiền nước giùm. Câu cá uống trà đường. Cuộc thi câu cá uống trà đường. Trọng tài trả tiền. Làm trọng tài mà rút cuộc hai người quề cho nên là trọng tài trả tiền. Hay quá. Chắc hành làm trọng tài dữ lắm. Sáng còn làm con tốn 15.000 mà. Biểu chú Út kêu câu cá kiếm về mình làm nấu ăn ăn cơm. Chú Út còn kêu thi cho cố lên câu cá nhiều. Nhờ vô thi nhưng mà câu mới được nhiều đó. Đúng rồi, cổ động tinh thần. Sợ thua, cố gắng lên. Tèn tèn. Chú Út đi, lên món. Trời, mua cái chanh đó hả?
nó chấm gì mới được. Đây, chanh vô cho. Sao con còn hả? À? Một người một con chứ. Con được rồi. Tại chấm có Tiền Ninh. Này ăn mình cảm nhận hương vị thôi. Cá chị ăn không hết rồi. Khui luôn. Rồi, nó ngon. Khui cá nữa không? Khui ra, khui ra. Khui đi. Khui cá lên khói à, còn nóng. Nóng á. Công nhận nước lửa than nó ngon ha. Nóng. Nóng rồi Giang. Nóng. Bẻ nó ra. Dĩnh, dĩnh, dĩnh được. Nè. Mình bóp hết trơn rồi. Chín không? À, nấu không chín. Ồ, khói lên nhiều. Bỏ cá mở thôi. Thôi mời cả nhà luôn. Mời cả nhà ăn cá mè dinh nướng chấm muối ớt Tây Ninh. Ai mời cả nhà cá mè dinh nướng nha. Chú Út nướng, chú Út ăn thử trước rồi sao. Không được thì cái Giang đừng ăn vậy. Chú Út làm thinh luôn rồi tiêu rồi đó. Không được thì ra rồi. Giao cái thịt nướng nó nhét rồi. Căng vậy đó. Ừ, để chú Út ăn mình. Để chú Út ăn mình. Để đắng. Chú Út bị đắng nhỏ ăn được đâu. Để chú ăn mình. Thằng quá. Mình ăn cá kho nghệ vẫn ngon. Nói cho ăn cá nướng này ngon lắm. Đâu có đắng đâu. À biết đâu chút giảng cho nghe. Cá gì cánh đắng. Cái giả thơm Giang ơi. Mời cả nhà, cá mì dinh nướng. Chấm mì ớt vô cả nhà Giang ơi, nướng cho mình chấm. Dữ lắm ngon luôn. Ngon lắm. Hử? Nè. Này. Chùm, chùm chứ. Lần gì muốn Tây Ninh mà. Mì nướng. Nó đã không ơi. Thịt có đắng không? Đắng ngát à. Đắng nó dốc rồi đó, cái đó dở dàng nó dốc rồi, chuốt nó dốc đầu mà tin không dám ăn. Bây giờ ăn rồi nó đắng. Cá này nướng gì nó giữ chân độ ngọt thôi luôn. Còn dao cái món cuối vô cũng lên luôn rồi cả nhà. Giờ hàng cũng xin vô ăn một miếng. Giờ đó bụng cái bụng kêu ủng ủng ủng. Ủa cá đắng ngát à, chị ăn không có được đâu. Xin kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi trưa vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào cái clip sau nha. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.